Theo phản ánh của người dân khu phố 1 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nhiều năm qua, xí nghiệp giấy Trấn Yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn đóng trên địa bàn đã không đảm bảo quy trình bảo vệ môi trường trong sản xuất, khiến nơi đây bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản yêu cầu xí nghiệp này chấm dứt hoạt động sản xuất giấy đế, tuy nhiên đến nay thì việc này vẫn diễn ra bình thường. Khói, bụi dăm, mùi hóa chất nồng nặc. Nguy hiểm hơn là sự ô nhiễm nguồn nước hiển hiện trong bất cứ giếng khoan nào tại thị trấn Cổ Phúc. Đấy, cái giếng này ngày xưa nó rất là trong đấy. Trong lắm này, bây giờ nó vào. Hiện tại bây giờ cái nước này cho đến bây giờ là cũng không dùng được. Kể cả tắm rửa, không tắm tắm rửa nữa. Sờ cái nước, cái nhớt mà bây giờ chỉ cần những người không quen thôi. Rửa chân tay hoặc tắm rửa nếu như cái để nguyên thế ra ngoài mà không quen nước là sẽ bị mẩn ngứa. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, bà Trần Thị Bình ở khu phố 1 cho rằng tình trạng ô nhiễm này đã diễn ra nhiều năm. Nguyên nhân được cho là do hoạt động của xí nghiệp giấy đế Trấn Yên nằm ngay giữa khu dân cư. Nhà máy giấy, cái bụi giấy này này, tức là kể cả là phơi quần áo, các cháu nhỏ là cũng không dám lộn trái đâu. Cứ tối đến là người ta xả nước xuống sông. Sức khỏe của mọi người ở đây tôi thấy nó không được đảm bảo lắm bởi vì chịu đựng cái ô nhiễm này nó nhiều năm rồi. Xí nghiệp giấy Trấn Yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong quá trình hoạt động sản xuất giấy đế của xí nghiệp này có phát sinh nước thải, khói thải, tiếng ồn gây ô nhiễm đối với môi trường xung quanh. Được biết sau đó, xí nghiệp đã phải thay đổi nguyên liệu đốt lò sấy từ dầu FO sang củi. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường theo người dân vẫn không được giải quyết. Trong cái thời gian hoạt động, cái chất thải của nó ra, cái thải này thải toàn sút mà chưa có xử lý, là xuống thẳng dưới sông. Nước vẫn cứ vàng. Và nếu như cả một cái dãy tầm cỡ khoảng độ mấy chục mét là bọt trắng nó cứ dài, khi mà ai mà đến nhìn là phát hiện được ra ngay. Từ năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nhiều lần có văn bản yêu cầu xí nghiệp giấy Trấn Yên chấm dứt hoạt động sản xuất giấy đế tại khu phố 1 thị trấn Cổ Phúc. Trong đó, văn bản mới nhất yêu cầu xí nghiệp này phải dừng hoạt động trước ngày 5 tháng 8 năm 2016. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng tôi ghi hình tháng 9 năm 2016, các xe chở vật liệu vẫn được đưa vào nhà máy. Dây chuyền sản xuất giấy đế vẫn chạy liên tục 3 ca một ngày đêm. Thế tôi cho rằng là cái thông báo của các cái cơ quan thẩm quyền nhà nước đối với các cái nhà máy nó chẳng có tác dụng gì cả. Anh vì thế tôi cho rằng người ta coi thường pháp luật. Coi thường các cơ quan có thẩm quyền. Lý giải về điều này, đại diện xí nghiệp giấy Trấn Yên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn cho rằng lệnh dừng hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái là quá gấp gáp. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì nó nhanh quá, thì doanh nghiệp là không kịp chuyển đổi. Cũng theo ông này, công ty Hapaco Yên Sơn đã có đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho phép ký dài hoạt động sản xuất giấy đế để tạo việc làm cho hơn 100 cán bộ công nhân xí nghiệp, đồng thời có thời gian chuyển đổi sang dây chuyền mới. Tuy nhiên, trao đổi với ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, chúng tôi được biết tính đến thời điểm này, chưa hề có văn bản nào của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho phép xí nghiệp giấy Trấn Yên kéo dài thời gian hoạt động. Chúng tôi sẽ báo cáo ban tỉnh cũng như là cũng phối hợp với ngành chức năng, có thể là ban tỉnh sẽ có văn chỉ đạo cứng rắn hơn hoặc là sẽ phối hợp với ngành chức năng để có hình thức là cắt điện để mà yêu cầu doanh nghiệp phải chấp hành thực hiện. Chỉ đạo đã có, gây tổn hại môi trường cũng có, nhưng liệu có sự nhân danh vì cán bộ công nhân hay không mà nhiều năm nay, mặc dù đã hết hạn giấy phép và bị dừng hoạt động nhưng vẫn sản xuất, thì có lẽ không chỉ là trách nhiệm của đơn vị này.